Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình làm video này để hướng dẫn các bạn về cách tạo một cái đường thân độc đáo. Đối với một cái cây bonsai, khi các bạn tạo được đường nét độc đáo thì các bạn nhìn thấy nó sẽ rất hấp dẫn, nó không bị nhàm chán. Và chủ yếu là tạo đường thân thôi, chứ còn cành thì ít khi tạo độc đáo. Có những người ta cố gắng người ta uốn độc đáo nhưng mà không được, và sau đấy thì tạo ra những nét quái dị, quái gở, và người ta cho rằng đấy là những nét hay ho và đấy là những cái nét quý. Tuy nhiên đối với mình thì mình lại không thích như vậy. Về mặt cơ bản thì có mấy điều như thế này. Để tạo được đường nét độc đáo cho thân cây thì các bạn không nên uốn. Thứ nhất là uốn lò xo. Nếu như một cái cây các bạn thấy uốn lò xo từ gốc đến ngọn thì không có gì độc đáo cả, nó tạo cho nét tạo nhàm chán. Thứ hai là các bạn không nên uốn được hình xin. Tức là hình xin, hình chữ S ấy, thì nó cứ quay đi quẩn lại và khi người ta nhìn vào thì người ta thấy nó cũng nhàm chán. Hoặc là uốn hình vuông góc chẳng hạn. Các bạn cứ uốn vuông lên vuông như thế này thì nhìn nó cũng nhàm chán. Khi các bạn uốn một cái cây, các bạn không nên uốn đường nét đơn điệu. Tức là ví dụ như đang cái đường hình lò xo thì các bạn có thể đảo một chút. Và hôm nay mình lấy cái cây này. Cây này thì trước đây mình đã uốn một lần, hôm nay thì mình sửa lại. Đấy, trước đây uốn một lần và đến bây giờ thì mình tháo dây ra, tháo dây được một thời gian rồi. Bây giờ mình sẽ định hình lại. Và trong quá trình vừa làm thì mình sẽ vừa nói với các bạn. Đối với đường nét của cây thì cần thống nhất như thế này. Đầu tiên là từ gốc lên ngọn thì nếu các bạn mà dùng đường nét cong thì các bạn làm đường nét cong từ trên xuống dưới hay là từ gốc lên ngọn. Còn nếu các bạn tạo đường nét gấp khúc thì các bạn cũng thống nhất như vậy. Ví dụ gấp khúc thì nó có những cái khúc ngắn, nó tạo gấp ví dụ 120 độ hoặc là cong hơn một chút hoặc là thẳng hơn một chút. Các bạn đừng có làm như thế này. Ví dụ như là phần gốc thì các bạn tạo ra nét cong. Đó, cong tròn đến khi lên trên thì cái cành nó nhỏ và các bạn có thể tạo được những góc vuông thì các bạn lại tạo vuông. Đấy, đang tròn để ra vuông, để ra gấp thì nó không thống nhất về đường nét. Mà tốt nhất á, thì nếu các bạn mà làm cong từ gốc lên thì lấy nét cong là chính. Nếu các bạn lấy nét gấp khúc thì các bạn nên lấy từ gốc lên, tức là có những nét gấp khúc. Nếu nó có cong thì nó cong vừa phải thôi. Đối với cây này, cái phần gốc này thì cũng tương đối cứng rồi. Thì mình có thể dùng dây mình hỗ trợ. Đấy, dây mình hỗ trợ mình buộc thêm. Đấy, ví dụ như này, mình có thể dùng tay mình bẻ thử. Bây giờ mình sẽ quay gần để mình làm cho các bạn xem. Và trong quá trình làm thì mình sẽ thực hành mình uốn cây này luôn. Cây này là một cái sung. Nếu các bạn mà thấy cái cách mình uốn này cho rằng đây là uốn cây quái thì tùy các bạn. Nhưng mà theo mình thì mình thấy nó là những nét độc đáo. Đối với một số cái phần mà cành cứng mà chúng ta dùng dây nhôm hoặc là dây đồng chúng ta uốn không được thì chúng ta nên dùng dây chúng ta buộc. Đây, những cái dây như thế này các bạn mua các bạn uốn. Đối với một số cái cành ở gần gốc mà gốc đang còn nhỏ thì chúng ta nên để chúng ta nuôi làm cành mồi, nuôi cho nó nở cái gốc này ra. Đây là một cái sung. Đối với các cây khác thì chúng ta nuôi cũng tương tự như vậy thôi. Cái cành này là cái cành nó mọc ở cái phần âm, tức là cái phần lõm của cây ấy. Thì trước mắt là mình để nó làm cành mồi cho nó nở cái thân này, sau này mình cắt sau. Bây giờ thì mình không cắt, mình để kệ nó thôi. Đây, như đoạn này thì mình cho nó gập xuống, tạo cho những cái điểm bất ngờ. Cây này mình uốn nét chủ đạo là nét cong. Và trước khi các bạn dìm dây, buộc dây thì các bạn nên uốn thân trước. Mình uốn bằng tay để mình thử cái độ cong của nó, xem nó được đến mức nào. Nhiều khi mình mà quá tay là nó gãy. Đối với những cái cây lớn ấy, thì khi các bạn làm thì các bạn cần phải cho cái cung này nó lớn lên, nó to lên. Đấy, có thể là hơn một gang. Còn đối với cây này thì tương lai của nó chỉ khoảng 1 mét trở lại thì mình làm cái cung này chỉ khoảng độ dưới 20 phân thôi. Thì sau này khi nó to lên thì nó có những nét cong đặc trưng của cái cây này. Bây giờ mình ghim cái dây này lại. Đấy, như vậy là đầu tiên thì cây nó mọc lên nhưng mà nó không lên trên mà nó quật xuống. Đây, nó như thế này. Tiếp theo đến cái cung này. Đây. Đến cái cung này thì mình sẽ ép bên này lại. Đây, ép bên này. Tức là ép từ bên này sang bên này. Bây giờ đang còn một số cành mồi nên là nhìn nó hơi vướng víu các bạn ạ. Mình phải để mình nuôi để nở gốc nên là mình chưa cắt được. Tiếp theo đến phần này thì cành nó tương đối là mềm rồi thì mình sẽ dùng dây nhôm để mình tiếp tục mình uốn. Mình sẽ dùng cái dây nhôm này mình kẹp vào đây.
để mình uốn. Bây giờ mình cặp nhôm vào thân và mình dùng dây mình cuốn theo. Cái này thì một số video mình đã nói rồi. Sau khi các bạn đã kẹp được dây nhôm như thế này, chúng ta tiếp tục uốn. Từ trên cao xuống các bạn không nên tạo theo hình tròn, mà các bạn nên tạo ra những cái hình bất thường. Đấy, hình dạng bất thường thì nhìn nó sẽ ấn tượng hơn. Có một số chỗ chúng ta nên tạo như thế này. Chúng ta đang uốn theo hình chiều kim đồng hồ ấy, thì bất ngờ chúng ta béo quay ngược lại. Ngược lại để tạo những cái đường nét bất ngờ. Và khi các bạn uốn thì cũng không nên uốn các cái cung bằng nhau. Đấy, ví dụ như là cung lớn, cung nhỏ, rồi có thể là cung nhỏ đây, rồi lên cung lại to hơn một chút. Và hình dáng các cung thì không nên cho nó giống nhau. Nó giống nhau nó sẽ tạo những nét nhàm chán. Và mình tạo được một đường thân như thế này các bạn này. Đây, nhìn thấy chiều ngang đây. Cái này nếu các bạn gọi là cây quái thì cũng được. Các cái cung này là không đều nhau. Thứ nhất là không đều nhau, thứ hai là uốn không theo một cái quy luật. Có nghĩa là mình không uốn đơn điệu. Ví dụ như cái này nó đang quay theo chiều kim đồng hồ, thì đến đây mình bẻ ngược lại, giật ngược chiều kim đồng hồ, sau để tiếp tục theo chiều kim đồng hồ. Đấy, đến đây thì mình lại giật quay ngược chiều kim đồng hồ. Thì đến khi các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy nó có những cái nét độc đáo khác lạ. Cây này thì hôm nay mình chỉ uốn mình cái thân thôi. Còn một số cái cành bên dưới này, cành này để làm cành mồi này. Tất cả các cái cành nhân thân này mình chưa uốn. Mình đang để tạo cành mồi. Đấy, cành này cũng vậy này. Nó to này nhưng mình đang để cành mồi. Và sau lần uốn này thì mình sẽ đưa vào một cái chậu lớn hơn mình trồng, vì cái chậu này nó nhỏ, cái cây nó chậm lớn. Và khi chúng ta trồng thì chúng ta nên tính toán để cho cái đỉnh này này nó với cái đáy này nó cân bằng. Vì nếu mình mà để lệch thì đến khi mình làm sau này khi cây nó lớn lên là nó mất cân bằng, nhìn nó xấu. Đấy, tương tự cành này cũng là cành mồi. Thì lần này mình uốn cái thân vậy thôi. Bây giờ mời các bạn nhìn trên cao xuống. Đây các bạn, khi nhìn trên cao xuống này, các bạn thấy cái đường nét của cái cây này. Đây. Đấy. Nó đi đây. Vòng sang đây. Nó vòng như thế này. Đây. Đây, nhìn nghiêng một chút thì nó như thế này. Các bạn thấy đây, khi cây này mà to bằng cổ tay thì cái đường nét sẽ rất ấn tượng các bạn. Và đây, mời các bạn xem lại đường thân. Cây như này đây. Đấy. Và mình cũng lấy một mặt là mặt chính, đó là mặt bên này. Đây, mặt này là mặt chính đây. Đây, đường nét nó như thế này. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi mình vừa chia sẻ với các bạn một cái kỹ thuật uốn cây để tạo ra một cái đường nét không nhàm chán, tạo ra một đường nét độc đáo. Chủ yếu là đường nét này áp dụng cho thân cây thôi, còn cành cây thì mình không áp dụng cái này.
Cành cây thì mình chỉ uốn, ví dụ như cây này nó đang như thế này thì cành cây mình uốn nét cong là được. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình nuôi, còn phần cành thì mình chưa làm. Và các bạn nào mà thích cái kiểu uốn như thế này thì các bạn có thể áp dụng để các bạn làm. Hy vọng video này có thêm thông tin để các bạn tham khảo, để các bạn có thể áp dụng. Chúc cả quý vị và các bạn làm được nhiều cây đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.